Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm bài tập về yêu cầu sử dụng JC một số F887 để thiết kế mạch đếm sản phẩm với vai trò khác nhau của ba nút up, down và star. Thì sau đây mình sẽ đi vào phần mô phỏng của mình. Đây là khu vực trình reset của mình. Trở ra một người kia kêu là hai và một tụ điện. Mình sử dụng một con thạch anh ba trở ra 4 r 5 r 6 đối với chân RB5 RB6 RB7 với nguồn và qua đây là qua ba nút up down và star nối đất và màn hình LCD. Đây mình sẽ đi vào mô phỏng. Đầu tiên thì mình khai báo. Mình khai báo sử dụng một con thạch anh 20B. Khai báo các nhấn up down star đối với từng hướng chân B5, B6, B7. Các RSW enable của LCD. Các chân dữ liệu data 4 đến data 7 đối với các chân D4 đến D7. Tiên thì mình sau đó mình khai báo một FC.C, rồi sử dụng 8 bit cho sản phẩm, mã FCD từ 0 đến 9. Thì mình cũng khai báo nhỏ về mặt thị UCD. Sau đây mình đi về thêm chính. Đầu tiên mình cũng cho circuit bọc đi rồi bọc đi bọc e output ra bằng đi trên đi ở trên e. Rồi setup set summer một hàm nhỏ như LCD thì ở dưới nữa là set summer 0. Rồi output đầu tiên là mình sẽ nhấn mình viết hàm về up. Up thì giống như chương trình trước mình viết down star thì nó cũng khi ở dưới mình đưa lần nữa set thăm ở công hiển thị ra và delay cho nên mình sẽ chạy thử cho các bạn cùng xem. Đây các bạn thấy lúc đầu giá trị của nó là 0. Bây giờ mình sẽ nhấn cục. Đấy, nó tăng rồi các bạn thấy không? Reset về không rồi. Thì đây là mình về bài mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.